ai quay cái gian hàng của anh Hiền về cái đồng hồ cổ rất là nhiều mà đẹp lắm, rất đẹp, rất nhiều đồng hồ cổ, đồng hồ lên giới thiệu không á, các bạn thấy này là nó lên giới thiệu đó, nó là cái này là mấy lúc lên giới thiệu nè, cái lỗ lên giới thiệu đó rất là đẹp. Rất nhiều đồng hồ. Rồi đồng hồ cổ á. Nó đang chạy đó, cái gì nghe không? Các bạn nghe nó đang chạy đó, tức tắc tức tắc. Rất nhiều đồng hồ. Cái đồng hồ này giá nhiêu vậy? Dạ khoảng 4 triệu mấy đó hả chị? Dạ. Theo báo giá của chị đó là cái là khoảng 4 triệu mấy, 4 triệu mấy, 4 triệu rưỡi trở lên à. Đồng hồ rất đẹp, tự động à, không lên giới thiệu, đồng hồ lên giới thiệu là loại xưa đó, rất nhiều loại. Mặt số La Mã, mày mặc La Mã, đồng hồ này nó bằng gỗ, gỗ thiệt à, gỗ thiệt rất nặng, thấy nó nặng lắm. Desktop Toshiba 23 inch HD. Review cho các bạn xem chi tiết. Cái cấu hình của máy rất mạnh. Nó xài Core i7 luôn. Nó xài Core i7. RAM 8GB. RAM 8GB. Ổ cứng 2TB luôn. Có ổ DVD. Kết nối wifi bình thường, giá 7.8, rất là sạch sẽ, cái desktop rất sạch sẽ, cấu hình cũng rất mạnh. Review chi tiết cho các bạn xem, có một cái desktop của trên đó. Thì mình mua thì tùy theo cái nhu cầu sử dụng của mình, cấu hình càng cao thì giá càng cao, tùy theo nhu cầu sử dụng các bạn đi và lựa chọn cho mình một cái sản phẩm gửi. Ví dụ như đây thôi cũng là một cái hàng Toshiba. RAM 4GB, ổ cứng 1TB, 4GB. Máy chạy bình thường,
hỏi thử bình thường. Thank you.